87 em xin báo cá các cụ nhá. Hiện tại trên hồ vẫn còn chỗ các cụ ạ. Vẫn còn chỗ các bác nhá. Chép 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 to luôn. Một em chép khủng các cụ nhá. Chép to. Này chắc xin qua là xin em xin thông báo là hôm thứ hai vừa rồi nhà hồ mới đổ cá nhá. Hồ lục to này là 100 em hàng xuống. Kêu to nhỉ, con của em thì mẹ nó kêu cứ tẹt 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 này thế nhá. Và hồ nhỏ là 40 em chấm đen xuống nhá. Với giá vé vẫn 300.000 10 tiếng cụ nhá. Tăng ca là 50.000 10 tiếng. Đó đi xuống đâu. Từ gỡ đã gì lấy cái đấy. Kim á. Ồ chép đâu. Chép. Ủa chép to nhỉ. Chép to luôn. Chép cái loạt 8 đến 10 13 cân. Cái loạt này chắc tầm bao nhiêu cân anh ơi? Con này nhỏ rồi. Nhìn chung thấp vào thôi. To nhỉ. Đầu 8 này, cụ nhá. Xin chào bác nhá.